chúng ta đến một phần tiếp theo, vẫn là trích đoạn những trả lời phỏng vấn báo chí của nhạc sĩ Trần Tiến. Ông biên tập lại: hãy quên đi những chuyện không hay trong cuộc đời. Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với thính khán giả trong nước và thế giới do VN Express tổ chức diễn ra rất thú vị, có hơn 1.000 câu hỏi gửi đến. Do thời lượng quy định, tôi chỉ trả lời được một phần nhỏ. Câu hỏi: cảm giác của chú mỗi lần trở về Hà Nội. Lần nào cũng như một đứa bé về nhà. Đã hàng nghìn lần rồi. Giống như gặp lại người tình xưa. Giống như một kẻ đánh rơi một cái gì quý lắm. Giống như gặp lại âm bản của một thời xa vắng. Và lần nào cũng vậy, tôi đều chờ đón sự bất ngờ đầy thú vị. Sự bất ngờ có thể vui hoặc buồn, có thể thành công hoặc thất bại. Giống như từ cánh gà ra sân khấu cuộc đời gặp những khán giả yêu quý. Lần này là trên sân khấu Internet. Chưa biết điều gì sẽ đến đây, nhưng cảm giác ban đầu là thú vị và có nhiều người đang chờ trò chuyện với tôi. Chào ca sĩ, nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi đọc trên báo thấy người ta bình luận rằng người được giải Sao Mai năm 2003 năm nay thực sự là không xứng cho lắm. Anh có thể giải thích vấn đề này được không? Vậy theo bạn, ai nên đoạt giải nhất? Đã hàng nghìn người gọi cho tôi trong chuyến xe từ Quảng Ninh về đây. Mọi người đều ngẩn to te, không trả lời được. Giống như mặt mũi của ban giám khảo sau khi công bố. Giống như mặt mũi của kẻ được giải nhất sau khi nhận giải cũng ngẩn to te giống mọi người. Trường hợp năm nay là như vậy. Lẽ ra không thể có giải nhất, nhưng đây là liên hoan chứ không phải là cuộc thi. Vì vậy phải có kẻ đứng đầu. Đau khổ cho anh Tùng phải lên nhận giải đứng đầu. Câu hỏi: cháu thấy chú là một người luôn trẻ trung trong cuộc sống và phong cách sáng tác. Vậy chú có thể bật mí làm thế nào để trẻ như vậy không? Hãy quên đi những buồn thảm cay đắng, những chuyện không hay trong cuộc đời. Tôi hát cho bạn nghe một đoạn trong bài Chim sẻ tóc dù của tôi nhé. Đừng tin bà chị hay buồn của em. Đừng tin những người không còn tình yêu. Cuộc đời mà lại xấu xa thì sao cây táo nở hoa? Sao rãnh nước trong veo đến thế? Thì sao ông lão nhà bên còn làm thơ và ngắm hoa quỳnh lên? Sao anh thợ giày mê cô hàng xóm? Sao thiếu phụ buồn yêu hoa trinh nữ? Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao? Và phải biết tập thể dục, ăn uống điều độ và chớ có sống độc thân. Thưa nhạc sĩ Trần Tiến, đã có một tuổi thơ dữ dội khi anh còn vất vả nuôi mẹ và em gái, thì bác Trần Hiếu làm gì? Quan hệ của nhạc sĩ với bác Trần Hiếu ra sao? Quan hệ của tôi với anh Hiếu ư? Tôi gọi cụ thân sinh ra anh Hiếu là mẹ. Chúng tôi chung lưng lo cho mẹ và em. Lúc đó anh Trần Hiếu nổi tiếng hơn nên có khả năng giúp nhiều hơn. Câu hỏi: nhạc sĩ cảm thấy thế nào khi gặp một người con gái đẹp nhưng đã có chồng? Và nhạc sĩ sẽ làm gì nếu như thấy mình bắt đầu yêu cô ta? Từ khi còn trẻ, tôi đã bàn với đám bạn của mình chớ có bao giờ yêu người đã có gia đình, sẽ vô cùng rắc rối và thiếu đạo đức lắm, nếu không muốn bị tạt axit. Còn tình yêu thì làm sao mà ngăn được? Có ai sẵn sàng để đuổi đi hoặc nhận lấy tình yêu đâu. Lúc nào cũng thấy nhạc sĩ cười. Vậy trong nụ cười của nhạc sĩ thường ẩn chứa gì? Niềm vui, sự đam mê với ca nhạc và cuộc sống, hay đó là biểu hiện của những nỗi buồn không giải tỏa được ạ? Lúc nào tôi cũng cười vì tôi răng hô, và ẩn chứa trong đó là những cái răng hô.
Những điều đó cũng không nhiều lắm, chủ yếu là để cho khỏi buồn. Các bạn biết không, những người đau đớn nhất trong cuộc đời lại nổi tiếng là những vua hề của thế giới. Và hề Việt Nam cũng vậy. Các bạn cứ đọc trong lịch sử, tôi cũng chỉ là một thằng hề trong nỗi đau buồn của tôi. Thưa chú có cô con gái thật dễ thương lại học giỏi. Chắc là chàng rể tương lai của chú phải có nhiều tiêu chuẩn lắm. Đã bao giờ chú nhận được lời đề nghị làm con rể từ bạn đọc trực tiếp thế này chưa? Chưa. Con tôi lấy chồng, chứ có phải tôi lấy chồng đâu. Tôi chỉ muốn con mình hạnh phúc, cho nên thường nói với chúng, các con hãy cưới người làm cho mình cảm thấy thiếu thốn trong tâm hồn, chứ đừng cưới những giá trị, những tiêu chuẩn, bởi những điều đó rất chóng thay đổi, không bền vững. Và cuối cùng người ta hạnh phúc không phải bởi những giá trị mà người đời thường tưởng bở, nhà lầu, xe hơi, đẹp trai. Nhất là những thằng đẹp trai thường ngu. Tôi đọc báo thường thấy họ nêu tên bốn nhạc sĩ tài hoa nhưng tướng mạo tương đối khác thường là Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Thanh Tùng và Ngọc Đại. Nhạc sĩ nghĩ gì về điều này? Xin nhạc sĩ cho biết sự khác biệt giữa nhạc của ông và của họ. Sự khác biệt giữa tôi và người khác không phải vì cái mặt mà là điều gì ở bên trong cái mặt. Sự khác biệt của thế hệ, của kỷ niệm, của những bất hạnh và hạnh phúc khác nhau trong những cuộc đời khác nhau. Chú Tiến ơi, những bài hát về tình yêu của chú rất giản dị và chân thành. Theo chú, hạnh phúc là gì và tình yêu là gì trong cuộc sống thực tại? Cảm ơn chú đã trả lời. Nói thì dài lắm, nếu có điều kiện, chúng ta sẽ trao đổi riêng. Nếu nói ngắn hơn, hạnh phúc và tình yêu là một, và nó chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Có khi chỉ một vài sát na, một đơn vị đo thời gian của thiền. Đó là lúc ta đạt được đến gần cái điều ta mong đợi, cách 3 cm. Nhớ là chỉ 3 cm thôi nhé. Còn đã đạt được rồi thì tức là hết đấy. Nhạc sĩ có thể tiết lộ về mối tình đầu của mình. Dại gì mà tiết lộ. Được tâm sự trực tuyến với nhạc sĩ Trần Tiến là điều tôi ấp ủ từ lâu. Trước đây Trần Tiến không được khỏe lắm, vì thế điều tôi quan tâm là sức khỏe hiện tại của nhạc sĩ như thế nào. Cảm ơn bạn. Lạy trời, đến giờ tôi vẫn khỏe. Dự định của nhạc sĩ về việc cho ra đời một giải thưởng âm nhạc Việt Nam tương tự như Grammy thế nào rồi? Và những sáng tác sắp tới của nhạc sĩ có bài nào dành cho thiếu nhi như Mặt Trời Bé Con không? Tôi vẫn ấp ủ dự định đó dù người ủng hộ tôi quá ít, nhưng không còn biết đủ sự kiên trì để theo đuổi không, và hơn thế nữa có gặp thời thế hay không. Tôi không bao giờ có dự định viết nhạc cho thiếu nhi hay ông bà già, mà tôi chỉ viết khi có hứng, mà hứng thì sẽ không biết dành cho ai. Có thể là voi con trong sở thú.